Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái vườn súng Mỹ của mình. Sáng sớm nay thì mình đang tiến hành chuẩn bị một số cái quả súng. Ở đây nó cũng khá là nhiều, cũng khoảng vài kg. Thì sáng sớm nay thì mình sẽ chuẩn bị đưa những quả súng này đi sấy dẻo mọi người nhé. Đấy, những cái quả súng này sau khi để trong tủ mát khoảng 2 đến 3 hôm thì khi mà cái độ chín và cái lượng mật của nó bắt đầu khô lại thì mình sẽ tiến hành đưa đi sấy. Đấy. Ta gia hào, ở trên thiên của hơi bài chia ủ hoa của họ, chứ sư chia hùng cán họ, chứ sư ủ ấy dưỡng trái là lẻng san thiên nó phan tại biên xiang đờ lẻng sang họ, phan chứ hồ nó ở trên hơi bà tha tại suy hùng cán. Bây giờ mình sẽ thử cân thử cái này sẽ được khoảng bao nhiêu kg nhé, sau khi sạch sẽ xem thành phẩm của nó sẽ được khoảng bao nhiêu. Mình thấy khá là nặng, như vậy là ở đây nó gần 3,6 kg mọi người nhé. Đây này, mình sẽ cho mọi người xem, tức là đây gần 3,6, và mình sẽ trừ cho cái phần cái giỏ này nữa thì nó cũng tầm tầm gần 3,5 kg quả súng này. Bây giờ thì mình sẽ đây 3, này thì bây giờ mình sẽ đưa những cái quả súng này đi chuẩn bị để mình sấy. Thì để có thể sấy thì mọi người có thể là chuẩn bị một cái chuẩn bị một cái máy sấy mini. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị được cái máy sấy lạnh thì chúng ta có thể là sấy bằng máy nhiệt. Như hiện tại đấy thì mình đang sử dụng một cái máy sấy nhiệt ở đây. Đây là một cái máy sấy mini mọi người nhé. Đấy. Để nó sấy những cái quả súng thế này thì mọi người ăn sẽ ngon hơn và bảo quản được lâu hơn. Sau khi sấy thế này thì mọi người có thể là sử dụng cái máy chân không, còn đóng gói và giữ nó lại. Thì như mọi người thấy ở đây thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cài đặt cái và sẽ bắt đầu cho những cái quả súng này vào để sấy. Thì đầu tiên là mình sẽ cho những cái quả súng này vào ở phía trên cái ngăn chứa này đấy mọi người nhé. Đấy, khi mà để thì mọi người nên để cái mặt quả súng hướng lên trên thế này để tránh khi mà sấy thì cái mật nó sẽ bị rớt xuống ở dưới. Đấy. Đấy, mình sẽ để nằm ở trong này luôn thì nó sẽ dễ thao tác hơn để nó không bị vướng. Cái mặt quả, cái rốn quả sẽ hướng lên trên nhé, để nó mật nó không bị chảy xuống dưới. Đấy, đây là khoảng 3,5 kg. Này mình sẽ sấy xem nó ra thành phẩm nó sẽ được khoảng bao nhiêu. Mình sẽ sấy ở nhiệt độ khoảng 60
đến 65 độ. Các bạn có thể sấy ở nhiệt độ khoảng 70 độ, nhưng mà 70 độ thì có thể nó nóng, nóng quá thì khi mà chín thì quả nó sẽ khô, chín thì quả nó sẽ không được đẹp lắm, có thể nó sẽ bị cháy. Đấy, những cái quả sung này mình đã để trong cái ngăn mát tủ lạnh vài hôm. Hôm nay thì mình sẽ đưa ra và sẽ sấy dẻo. Sau khi sấy dẻo thì mình sẽ sử dụng cái túi thực phẩm và sử dụng máy hút chân không để bảo quản. Như vậy thì cái quả sung nó sẽ giữ được lâu hơn. Các cái phần này thì mọi người cố gắng làm sao để cho nó hướng lên phía trên mọi người nhé. Đấy. Như vậy thì cái mật của nó sẽ không bị chảy ra. Đây là cái dạng máy sấy hoa quả mini, nên là cái số lượng của nó thì sẽ không được nhiều. Đấy, cái số lượng quả của nó sẽ không 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 quá nhiều. Bây giờ thì vị trí của nó khá là hẹp nhiều rồi, nhưng mà khi mọi người sấy xong thì cái quả của nó sẽ teo lại rất là nhiều, nên là nó sẽ không còn trọng lượng, nó không còn nhiều như bây giờ, là cái không gian nó không không chiếm chỗ lớn.
không biết là cái... có thể để hết cái lưới này không? Như vậy là cái lượng quả cần sấy cũng khá là nhiều mọi người nhé, khoảng 3,5 kg. Hiện tại thì cái máy sấy này chỉ là một cái máy sấy mini thôi. Nên cái máy sấy này thì có thể là sấy được đồ ăn này cũng như là hoa quả. Thì thường mà mọi người sấy với cái nhiệt độ khoảng 60-65 độ thì mọi người có thể sấy khoảng 10 tiếng. Đấy, với những quả sấy này thì mọi người sẽ sấy khoảng 10 tiếng. Tất cả những cái ngăn này thì đều làm bằng inox mọi người nhé. Đấy, phân phía giá đỡ cũng như là các bộ phận ở đây thì làm bằng inox. Như vậy mọi người thấy là mình đã bỏ gần hết số lượng khay rồi, nhưng mà cái hiện tại cái quả ở đây thì mình vẫn chưa có thể là bỏ một lúc hết được. Trong cái quá trình sấy thì mình sẽ phải bổ sung dần cái lượng quả này vào, cho cái số lượng nó không không còn nhiều, và khi mà sấy được một thời gian nhất định thì cái diện tích quả này nó sẽ thu hẹp lại. Đấy, mọi người nhé, dưới cái phần này thì nó đang có một khay thế này để tức là có thể là tránh dầu mỡ nó rơi xuống hoặc là các cái mật ở trong hoa quả nó rơi ra ngoài. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ một số quả này trên này nữa.
Như vậy là nó đã đầy rồi mọi người. Đấy, những cái số quả này thì mình sẽ bổ sung sau. Bây giờ công việc tiếp theo của mình là tiến hành cài đặt. Thì như mọi người thấy ở đây là một cái máy sấy mini. Đây là hàng Trung Quốc. Đấy, bây giờ mình sẽ bật chế độ nguồn ở đây mọi người. Thì như mọi người thấy ở đây là nó có một cái bảng điều khiển, nó hoàn toàn là bằng cảm ứng. Đấy, ở đây là khai quan cho nút nguồn này. Đây là cái đồng hồ时间, tức là cài đặt thời gian. Nguồn tu, nhiệt độ, và ở đây nó có phần tăng giảm ở đây. Có phần che chén ở đây. Bây giờ thì mình sẽ ấn nút mở nguồn. Ở đây là có cái khai quan ở đây nhé. Đấy. Thì hiện tại cái chế độ mặc định của nó là đang là 30 độ C. Đây ha, mọi người nhé. Đây là toàn bộ cái khu vực mà để sấy ở trong đấy. Đấy. Đây thì mình sẽ xem có một số chỗ thì mình có thể là đấy, không không thể bỏ thêm vào được đây. Ở trên này nhiệt độ mặc định của nó là 30 độ C và mình sẽ cài đặt về nó khoảng 60 độ mọi người nhé. Đây thì ở đây thì nó đang mặc định 30 này, mình sẽ vào cái phần volt tu này. Đấy, khi mà nhảy nhảy thế này thì mọi người có thể là điều chỉnh được. Ở đây thì nó có phần tức là tăng nhiệt độ này. Đấy, mình sẽ ấn vào cái phần tăng nhiệt độ này. 55, 40, 55, 50, 55, 60. Đấy, ở đây thì mình sẽ, trước mắt mình sẽ cài 60. Đấy, nó đã mặc định 60. Và ví dụ mình ở đây thời gian nhé. 60 và mình cài nó bao nhiêu giờ thì nó sẽ tắt bấy nhiêu. Ở đây thì mình sẽ cài một tiếng này, 2 tiếng, mình sẽ mặc định nó 8 tiếng trước nhé mọi người nhé. Đấy, 8 giờ đồng hồ đấy, nó đã bắt đầu làm việc đấy. Đấy, sau đó thì mình sẽ đóng nắp lại. Như vậy là mình đã cài mặc định thời gian là 8 tiếng và nhiệt độ sấy sẽ là 60 độ C. Đấy. Thì mình sẽ chờ sau khoảng 8 tiếng nữa và sẽ xem cái thành phẩm sung sấy như thế nào. Clip của mình hôm nay kết thúc ở đây mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái clip chia sẻ lần sau. Mọi người và bà con có nhu cầu về mua cây giống cũng như là các cái thông tin liên quan đến kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sung có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 841 339 hoặc là số 0702 567 999 hoặc inbox cho mình qua trang Facebook Vườn Sung Mỹ có biểu tượng quả sung màu đỏ và màu vàng cũng như là các cái kênh YouTube kỹ thuật ghép cây viết hoa hoặc là kênh nông dân miền núi viết in hoa mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.